Hồi 13 giờ chiều nay ngày 28 tháng 1, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5 đến 11,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Bắc và có khả năng mạnh lên. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên đêm nay và ngày mai 29 tháng 1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Vùng biển Quảng Ngãi trong 24 giờ tới có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 mét, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông.